Khi xem những hình ảnh do nhóm phóng viên VTV24 cung cấp về tình trạng thanh toán trực tuyến xuyên biên giới trái phép tại tỉnh Quảng Ninh, đại diện cơ quan quản lý thị trường tỉnh này cho biết có biết đến thực trạng trên, nhưng đây không phải chuyên ngành của quản lý thị trường. Và dù trong trường hợp có phát hiện, bắt quả tang thì một mình cơ quan quản lý thị trường cũng không thể xử lý được. Nếu mà phát hiện được vi phạm thì chúng tôi vẫn cứ phải mời các cái bên thanh tra ngân hàng nhà nước tham gia phối hợp cùng để mà tiến hành lập biên bản. Còn đại diện ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh thì lại thừa nhận đây là thách thức về mặt công nghệ đối với cơ quan ngân hàng. Bởi việc thanh toán bằng ứng dụng trực tuyến qua thiết bị di động diễn ra rất nhanh gọn, chỉ một vài phút đồng hồ, để bắt được quả tang quả là một việc không mấy dễ dàng, nếu không muốn nói là bất khả thi. Phải thực hiện theo các cái cuộc kiểm tra được ra quyết định có thông báo thì những cái điều đó là không thể làm được. Tức là khi mà mình làm ra quyết định thông báo thì họ đã cất đi, họ không thì, thanh toán không? Đúng rồi, thì có nghĩa rằng là sẽ không bao giờ bắt được quả tang những cái trường hợp đấy. Chúng tôi cũng chưa có nghĩ ra được cái giải pháp nào để ngăn chặn các hành vi thanh toán đó, ngoài cái việc là chỉ có kiểm tra để và có thể nếu bắt được thì là xử lý vi phạm. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng thừa nhận khó khăn trong việc kiểm soát hành vi phạm pháp bằng công nghệ mới kiểu này. Cần có một sự hợp tác chặt chẽ với đơn vị cung cấp dịch vụ Trung Quốc để có thể tìm các cái biện pháp quản lý hiệu quả, hỗ trợ cho phía Việt Nam quản lý hiệu quả hơn các cái vấn đề này. Tại vì chỉ có thể phía Trung Quốc mới có thể ở đây tôi nhấn mạnh lại là có thể nắm bắt và có thể dừng các dịch vụ này, vì các dịch vụ được kết nối trực tiếp sang Trung Quốc. Còn phía Việt Nam thì chúng ta chỉ có thể dừng được kết nối với các giải pháp về kết nối thông tin thôi, còn về mặt cung ứng dịch vụ là các đơn vị nước ngoài cung ứng. Về giải pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận định chuỗi thanh toán trực tuyến trái phép xuyên biên giới kiểu này gồm 3 mắt xích: khách du lịch nước ngoài, công ty lữ hành và các cửa hàng chấp nhận thanh toán kiểu này. Để ngăn chặn thì về phía Việt Nam trước hết phải quản lý được các cửa hàng và các công ty du lịch. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì chưa rõ những cơ quan nào sẽ tiếp nhận trách nhiệm giải quyết triệt để tình trạng này.